Thì như cái tiêu đề mà video mọi người đã thấy và như cái hình ở trên này nè, thì mọi người cũng thấy là mình đã có được đạt được level 45 ha. Thì bây giờ mình sẽ claim cái này nhẹ nhàng xíu. Rồi chúng ta sẽ bàn về việc là nên lấy cái vũ khí nào ở trong cái hộp này. Nếu mà mọi người không phải content creator hoặc là mọi người cày cày gọi là well hay cái thứ mà refresh giữa cái thứ á, thì và mua đồ tùm lum tà lá, thì giờ chắc mọi người cũng gần 45 thôi. Cho nên là giờ mọi người coi cái video này cũng là hợp lý rồi ha. Bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem qua từng cái vũ khí và mình sẽ nói cái vũ khí này sẽ thích hợp cho những ai. Và nếu mà mọi người chơi những nhân vật này á thì mọi người có thể ưu tiên để lấy những cái vũ khí đó ở level 45. Thì ok, thì giờ bắt đầu luôn ha. Cái những cái cây banner thường này á, nó sẽ có một điểm chung, đó là cây nào nó cũng đều có energy regen hết, có nghĩa là hiệu quả nạp đó. Mọi người có thể nhìn ha, tất cả các cây ở trong này cây nào cũng có energy regen hết. Chỉ là cái dòng hiệu ứng sau và cái dòng chính á thì nó sẽ hơi khác nhau một xíu thôi. Hiện tại ở trong cái những cái cây vũ khí banner thường á thì chỉ có mỗi cây kiếm đơn với lại cây súng là có dòng chính á. Cái dòng chính của cái này nè là crit rate, còn những cây còn lại á, cái dòng chính nó đều là crit, đều là attack hết. Cho nên là cái này nó cũng sẽ ảnh hưởng khi mà mọi người chọn cái cây vũ khí ha. Cái thứ hai á là mỗi cái cây nó sẽ có một cái hiệu ứng hơi khác nhau ở dòng dưới ngoài cái energy regen ra. Thì ví dụ như cây đại kiếm á, là khi mà mọi người dùng E á thì cái ulti của mọi người sẽ tăng đam 7%, stack 3 lần. Còn cái cây này á thì khi mọi người dùng E á thì tăng attack stack 2 lần. Cây này á thì là sau khi mọi người dùng outro, có nghĩa là sau khi cái thanh mà tròn tròn ở bên trái, cái thanh mà hệ lửa nè, cái thanh này nè, cái thanh này của mọi người đầy á, mọi người dùng chiêu đổi nhân vật qua á, thì cái nhân vật tiếp theo của mọi người sẽ được tăng 10% attack, stack tối đa là một lần. Thì còn cái cây này á là khi mà mọi người dùng E, mọi người đánh được mục tiêu thì nó sẽ tăng đam đánh thường của mọi người 10% trong 8 giây. Thì và sau khi mọi người đánh thường trúng mục tiêu thì nó cũng tăng đam E lên 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 10% trong 8 giây. Thì nó ngược lại với nhau ha. Nói chung là cái cây này nó cũng vui. Cái cây cuối cùng đó là cây pháp khí á, thì cái cây này á nó sẽ là khi mà mọi người đánh thường thì cái đam đánh thường của mọi người tăng 3,2% lên stack 5 lần. Thì cái cây này thì nó sẽ nó nói chung là nó cũng khá là tốt. Nào, cả năm cây này thì mình đánh giá đều khá là tốt ha, và rất cần cho mọi người đầu game. Nhưng mà chính xác á thì những cái cây này sẽ xài với những ai thì bây giờ mình sẽ trả lời luôn. Thì nếu mà mọi người có, đầu tiên là Chiyan này hay là Kakaro này, thì hai nhân vật này là hai nhân vật sẽ xài được cái cây banner thường đại kiếm cực kỳ tốt. Cái cây banner thường thực chất là cây mạnh nhất của Chiyan hiện tại, và cho tới 1.1 hiện tại thì theo leak mình cũng chưa thấy cái cây của Jinxi mạnh hơn được cái cây banner thường hiện tại cho Kakaro. Chỉ là nó được cái dòng chính là crit rate thôi, còn lại thì nó là vẫn là cây mạnh. Còn cái cây banner thường hiện tại vẫn là cây mạnh nhất cho Kakaro, và nó cũng là second best option cho Chiyan nếu mà mọi người free to play ha. Nếu mà có cái cây mà banner battle pass á, cái cây battle pass thì nó cũng sẽ ngang ngang xem nếu mà nó ở R5 so với lại mấy cái cây cây banner thường. Nhưng á, mà có một điều mọi người lưu ý á, là nếu mà mọi người đã có chấn Chiyan rồi á thì thật ra chấn của Chiyan nó sẽ là best in slot của chính Chiyan, thì mọi người biết rồi, và nó cũng là second hoặc là third best của con Kakaro. Cho nên là mọi người lưu ý á, là nếu mà mọi người đã có chấn Chiyan rồi thì mọi người không cần phải lấy cái cây banner thường quá. Và nếu mà mọi người chơi chơi Tao Chi á thì còn lại có mỗi Tao Chi là cầm đại kiếm thôi. Thì thực chất là cái cây cây này không phải cây này, cây này á lại là một cây rất là tốt đối với Tao Chi, bởi vì nó tăng defense. Và cái cây này mọi người thậm chí có thể lấy được free ở trong map. Nếu mà mọi người biết cái chỗ lấy á thì mọi người có thể lấy được cây này free trong map nha. Cho nên là cái cây banner thường á thì nó sẽ dùng được cho hai đứa này, mà nếu mà mọi người đã có rồi á thì mọi người không cần phải sử dụng ha. Cái cây kiếm đơn á thì lại là một cây cực kỳ tốt, nó sử dụng cho tất cả nhân vật cầm kiếm đơn hiện tại trong game này mọi người đều có thể xài được. Main Havoc thì chắc chắn có thể xài được bởi cái effect của cái cây đó cực kỳ tốt và gọi là dành cho Main Havoc luôn. Thì như mọi người có thể thấy là Main Havoc nó sẽ xài E một cái, sau đó thì khi Main Havoc biến thân á thì Main Havoc sẽ xài được E thêm một lần nữa. Thì điều đó đồng có nghĩa là Main Havoc hiện tại là một con nhân vật kiếm đơn duy nhất mà ăn full stack được của cây banner thường. Thì cái cây đó giống như là tạo ra cho Main Havoc vậy. Danshin cũng có thể được gọi là một con cái tay nó được tạo ra cho, bởi vì Danshin không có thời gian hồi E, và Danshin hoàn toàn có thể sử dụng hai E một cách rất là đơn giản và nó sẽ làm cho cái stack của cái cây đó rất là tốt. Nói chung là hai con này là hai con mà húp hết tất cả mọi thứ của cái cây đó, kể cả energy regen, bởi vì cái game này không có cái vụ nạp hộ trừ gian hiện tại ha. Và nói chung là tất cả nhân vật đều cần một xíu energy recharge ở trong cái kit của bản thân. Thì cả săn hua và gian đều xài được cái cây này, không có một vấn đề gì cả. Và nói chung là nếu mà mọi người chơi hai đứa này làm sub DPS, ở lựa chọn sub DPS ở trong đội hình của mình thì hoàn toàn mọi người có thể cầm cái cây đó. Nhưng mà nó là tùy tùy vào cái lựa chọn của mọi người ha, vẫn là tùy lựa chọn mọi người. Nhưng mà đó, tất cả những đứa cầm kiếm đơn đều có thể
thể sử dụng cây này, và mọi người cũng rất là nên lấy cây này, bởi vì cây này là một cây có dòng phụ là crit rate ha. Trong khi hiện tại chỉ có mỗi cái cây cây súng và cái cây kiếm đơn là có dòng phụ là crit rate thôi, còn là tất cả những cây còn lại là attack hết. Ngược lại với là ngược lại với cái battle pass thì là cây kiếm đơn với lại cây súng thì nó lại là attack, còn trong khi ba cây còn lại thì nó lại là crit rate. Thì nếu mà mọi người á thì nếu mà mọi người chơi kiếm đơn nhiều á, như mình là mình chơi main havoc cộng với cả dungeon á, thì mình sẽ chọn cái cây đó ha. Còn bây giờ thì chúng ta tới với là cây súng. Thì cây súng hiện tại trong game này hiện tại chỉ có đúng ba nhân vật sử dụng thôi, đó chính là Mortify, Auto và Chisha. Thì Auto là một con sub DPS, và cũng như là mình nhớ là Auto của Auto á, nó sẽ buff cho hệ phong đây đó, tăng đam phong. Thì nó là một cái, thì con này nó cũng sẽ là một con sử dụng tốt được cái cây súng đó. Nhưng mà hiện tại tại vì cơ bản là Auto không thực sự cần thiết, ngay cả cho anh Long đi nữa thì Auto cũng không quá thực sự cần thiết, cho nên là tuy là một con gọi là cái slot thứ hai để mà búp đam phong cho con thứ ba, con slot 3 của mọi người á, thì chắc chắn là Auto sẽ sử dụng được cây súng. Nhưng mà cái việc là mọi người có sử dụng Auto hay không thì mình không biết. Nếu mà mọi người sử dụng thì nên lấy cây súng để mà búp cho anh Long thêm, bởi vì nếu mà mọi người đã có cây chấn của anh Long rồi thì chắc chắn là mọi người không có cần thêm cái cây vũ khí banner thường nữa, và mọi người có thể lấy cái cây chấn anh Long để mà full búp cho anh Long luôn ha. Thì mà nếu mà mọi người chơi Mortify thì càng lên lấy nữa, tại cái cây đó nó vừa búp cái energy regen cho Mortify để mà Mortify có thể nhanh chóng dùng ulti để làm sub DPS. Cái thứ hai là cái cây đó nó cũng sẽ búp 10% attack cho cái con slot tiếp theo mà Mortify ở sử dụng, đó chính là anh Long. Thì cái đó nó hoàn toàn cực kỳ phù hợp với lại Mortify nếu mà mọi người đang sử dụng team Verena Mortify với lại anh Long ha. Đó, cái cây đó là cây rất là mạnh cho cái team này. Và mọi người nếu mà mọi người đã có chấn anh Long rồi thì mọi người cực kỳ nên lấy để cho Mortify sử dụng để mà búp thêm cho cái đội hình của mình, nếu mà cái team còn lại của mọi người đã có những vũ khí được gọi là ổn rồi. Chisha thì nó sẽ ăn được cái dòng crit rate. Và tại vì vấn đề là cái cây này nó vốn là cái cây nói đúng nhất á, là một cây dành cho cái con mà sub DPS ở slot thứ hai nhiều hơn. Cho nên là Chisha ngoài cái vụ mà ăn được cái energy regen á để mà sử dụng ulti nhanh hơn, và cái dòng attack cao của vũ khí 5 sao cộng với việc là tăng crit rate ra, thì cái dòng cuối cùng thì thật sự là Chisha không có xài được cho lắm. Trừ khi nếu mà mọi người nói sao ta, đánh Chisha on field một hồi á, sau đó chuyển qua Verena để Verena có thể heal nhiều á, thì lúc đó mọi người mới nên gọi là xài cái cây đó, nên xài cái đó ha. Nhưng mà xét tới cái việc là ở phiên bản này với phiên bản 1.1 nó đều không có cây súng mới, cộng với việc là cây đó là cái cây hiện tại là cây duy nhất súng 5 sao và nó có crit rate nữa, thì nếu mà mọi người main Chisha thì mọi người vẫn nên lấy cái cây đó ha. Tại vì tới cho hiện tại lít cao nhất là tới 1.2, nó là xuống lít thôi, nhưng mà cho tới 1.2 thì chúng ta vẫn chưa thấy được nhân vật sử dụng kiếm mới sử dụng súng mới, cho nên là nếu mà mọi người main Chisha thì chắc chắn là nên lấy cái cây đó ha. Rồi tiếp theo là các nhân vật dùng gun. Ok, tiếp theo tới các nhân vật sử dụng gun. Thì gun thì chúng ta có là Chang Xin này, Liên Giang này, mình chỉ có Chang Xin thôi chứ mình không có Liên Giang ha, cho nên là mình để hình Liên Giang ở đó. Và sau đó chúng ta cũng có cả Yuan Wu luôn, Yuan Wu cũng chúng ta cũng có ở đây luôn. Và cuối cùng hình như mình nhớ đó là nhân vật cuối cùng của việc có gun rồi ha. Thì đây là cũng là cái cây gun duy nhất hiện tại cho tới hết phiên bản 1.1 luôn, cho nên là nếu mà mọi người có Chang Xin mọi người lấy làm main DPS á, hoặc là mọi người chơi Liên Giang DPS á, thì mọi người cũng nên lấy cái cây này để mà có thể búp đam cho cả hai thêm một khúc cực kỳ khỏe ha. Tại cây đó là cũng là một cây búp DPS và nó nói chung là nó khá là nó có sự synergy khá là tốt với nhau, bởi vì mọi người dùng E cái nó búp đam đánh thường, sau đó mọi người dùng đánh thường cái nó búp đam E nó cũng khá là tốt ha. Riêng Yunwu á thì không nên cầm cái cây đó lắm, tại vì Yunwu á như Tao Chi nó một con scale theo phòng thủ, và chúng ta đã có cái cây này nó là cây búp phòng thủ rồi, cho nên là thật sự là Yunwu không nên xài cái cây đó lắm. Nếu mà Yunwu có chơi thì cũng nên chơi cây này hoặc là cây này ha. Đó, thì cho nên là nếu mà mọi người có main hai nhân vật là Chen Xin hoặc là Liên Giang á thì mọi người nên lấy cây găng tay ha. À mà thêm nãy mình quên nói á, là việc cầm cây kiếm đơn á thì 1.1 chúng ta được leak là sẽ có Trang Ly cầm kiếm đơn, nhưng mà vấn đề là cái cây của Trang Ly lại là cây có dòng phụ attack, mặc dù cái nội tại của nó có tăng 8% crit rate á, nhưng mà mình thấy trong game này cái crit rate đang khá là thấp, và việc lên echo nó có crit rate á, cái này nó chỉ có được là 22% ở tối đa thôi. Nếu mà mọi người chưa 44111 thì mọi người sẽ bị thiếu cái đam havoc, thiếu cái đam nguyên tố cực kỳ nhiều, và
mọi người cũng kiểu như là nếu mà mọi người chơi 4-3-3-1-1 thì mọi người lại thiếu crit rate, crit dam, bởi vì không có thể chắc chắn là cái dòng nào mọi người cũng sẽ có crit rate, và cũng không chắc là cái nào mọi người cũng sẽ gọi là roll được cao cái crit rate hết. Cho nên là crit rate trong game này khá là cần thiết cho các main DPS, và nếu mà mọi người chơi main DPS là có sử dụng súng hoặc là kiếm đơn thì mọi người nên lấy ha. Riêng cái cây của Changli á thì mình nghĩ chỉ có Changli và Danshin thực sự ăn tốt cái dòng nội tại của cái cây đó thôi, cho nên là nếu mà mọi người không chơi hai người đó thì mọi người cũng không nên lấy trứng của con đó lắm, của Changli lắm, và nên lấy cái cây kiếm đơn mana thường để mà cho các nhân vật kiếm đơn của mọi người sử dụng hơn. Và cuối cùng thì chúng ta có những nhân vật sử dụng pháp khí, mình gọi là pháp khí ha. Chúng ta có là Verina này, chúng ta cũng có là Bayzi, cái thứ ba chúng ta có là cũng là Encore nữa, mà Encore mình không có trong mặt mình ha, ông Hưng cũng là main Encore chứ không phải mình. Cho nên là chúng ta sẽ có ba nhân vật sử dụng cái cây pháp khí ở trong game này. Đầu tiên là Bayzi, thì tất cả những nhân vật support của chúng ta là Verina và Bayzi đều có thể sử dụng cái cây Variation cách cực kỳ hiệu quả, bởi vì nó là một cây nạp, và cái việc mà healer của các bạn có nhiều nạp á thì đồng nghĩa với việc là các bạn sẽ có khả năng nạp nhanh, gọi là heal nhiều hơn, và các bạn sẽ không sợ chết. Cái thứ hai á là Verina cũng là một con búp nhờ ulti do cái thiên phú này, cho nên là chúng ta nên có cái nạp cho Verina, mặc dù cái cây kia cũng nạp, nhưng mà nếu mà mọi người đã cảm thấy đủ nạp rồi, ví dụ mình tới tận 192 nạp này và mình tất cả những nhân vật DPS của mình đều có vũ khí hết xịn sò các thứ xài rồi á, thì Verina lại là một con maybe có thể sử dụng cái cây đó ha. Tại vì Verina là một con scale attack, một cách bất ngờ là con này là một con scale attack. Và cái thứ hai á là Verina cũng có thể sử dụng cái dòng energy regen ở trỏng luôn, tại vì cái vũ khí đó nó có energy regen, chỉ là cái dòng mà basic attack dam á thì nó sẽ không có sử dụng được thôi, nên là Verina có thể gọi là tạm sử dụng cái đó ha. Nhưng mà những nhân vật khác á thì cũng không nên sử dụng lắm, ví dụ như Bayzi, tại vì Bayzi đầu tiên là nó scale theo HP này, cái thứ hai là bả cũng không có đam cho lắm, cho nên cũng không nên sử dụng. Encore thì chắc chắn là mọi người nên sử dụng rồi, và mình cũng quên nhắc tới một nhân vật, đó chính là Yinlin nữa. Nếu mà mọi người không có trấn của Yinlin á và mọi người cũng không roll banner vũ khí thường luôn á, thì á mọi người ngoài việc mọi người sử dụng Shinzo Keeper hoặc là mấy cái cây trong Battle Pass á, thì là mọi người nên sử dụng cái cây trong banner thường ha, tại vì nó dù sao cũng là cái vũ khí mà có gọi là có tăng đam cho cái DPS của các bạn, cái còn lại tăng đam cho DPS của các bạn ngoài cái cây vũ khí gọi là trấn của Yinlin. Thì cái cây trấn của Yinlin nếu mà mọi người có thì nó gọi là cực kỳ tuyệt phẩm rồi ha. Cái cây này nó tăng crit rate và cái nội tại của nó cũng rất là ngon. Hiện tại nó là cây tốt nhất cho Encore và cũng là cây tốt nhất cho Yinlin luôn. Hai main DPS mà sử dụng pháp khí hiện tại của game. Nhưng mà nếu mà mọi người không có cây này á, hoặc là mọi người chỉ tính roll một trong một cây này á, mà mọi người có cả Yinlin và mọi người cũng xài Encore á, thì mình rất là khuyên là mọi người lấy cái cây pháp khí cho đứa còn lại của các bạn xài ha. Đó, cái đó là lời khuyên chân thành của mình. Ok, thì đó là tất cả những gì mà mình có trong cái video lần này rồi. Thì đó, đây là những cái tóm tắt lại về việc là những nhân vật nào sẽ xài vũ khí nào để mà mọi người có thể tối ưu hóa trong cái việc chọn vũ khí khi mà các bạn lên level 45. Ngoài ra mình chỉ còn một cái tips nhẹ nhẹ mình khuyên cho mọi người nữa thôi. Nếu mà mọi người chưa biết á, thì banner này á thì là mọi người biết là banner roll thường thì đi banner thường, nhưng mà banner này thực sự hiện tại không đáng roll bằng banner vũ khí, bởi vì á là banner thường á mọi người sẽ không biết cái con nhân vật 5 sao mà mọi người ra là cái gì, bởi vì thì đúng không, mọi người sẽ chỉ roll và nó sẽ ra một trong 5 con, và trong khi banner này thì mọi người được chọn vũ khí mà mọi người muốn và nó chắc chắn nó ra nó sẽ không bị lệch luôn. Cho nên là nếu mà mọi người và đầu game á, mình nhận thấy là đầu game chúng ta rất thiếu vũ khí luôn ha, kiểu như mọi người phải roll vũ khí, cứ còn không là mọi người sẽ không có mấy cái cây mà vũ khí như variation hay các thứ để mà mọi người sử dụng luôn á. Thiệt, giờ con Kakaro mình còn ngoài nếu mà ngoài map mà mình không đi đổi trứng cho anh Long rồi, mình còn đang phải sử dụng cái Dawnlet Evernight này. Cho nên là cái việc vũ khí trong game này mình hiện tại mình thấy khá là quan trọng, và quan trọng hơn là mọi người có thêm một cái pool nhân vật, thêm 2-3 con banner thường hay là thêm cung mệnh của tụi nó. Cho nên là hiện tại nếu mà mọi người roll banner thường á thì mình vẫn sẽ hướng mọi người roll banner vũ khí hơn. Và nếu mà trong tương lai á mọi người đã đủ set luôn á, gọi là set 5 cây này rồi á, thì mình mới khuyên là mọi người chuyển sang lại banner nhân vật để mà mọi người roll để có thêm những nhân vật mới để mà có thể qua content của game. Và nếu không thì mọi người có thể roll luôn cái banner vũ khí này để lấy thêm gọi là R2, R3 của cái cây đó cũng được. Hoặc là nếu mà team mọi người có hai nhân vật cầm kiếm đơn, ví dụ như là team này đi, thì chúng ta cũng có thể roll để lấy hai cây đó. Nó nói chung là ví dụ là vậy, nó cũng không tệ lắm ha. Thì đó là lời khuyên của mình thôi. Cảm ơn mọi người vì đã coi cái video này. Nếu mà mọi người thích cái lời khuyên và những cái những gì mà video này mang lại, thì mọi người làm cho mình một like, một subscribe thì mình sẽ rất là cảm ơn, và nó cũng tạo động lực cho bọn mình làm thêm những cái video như thế này. Và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau.